Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay gia đình mình đang đi đến thăm một cái phim trường ngay tại gần thành phố Hồ Chí Minh nha. Trường Happy Studio này rộng 5 hecta và chúng ta có thể di chuyển bằng xe điện. Cảnh quan ở đây rất là đẹp, rất là nhiều cây xanh nha. Và không khí đặc biệt là rất là trong lành luôn. Phim trường này không chỉ dành để cho các đoàn phim quay phim mà còn có một khu nuôi thú rất là đặc biệt mà Hà nghĩ là cả trẻ em và người lớn cũng sẽ thích. Đây, mọi người theo chân Hà nha. Rồi, mình đã đến khu trang trại của những chú dê, cừu, thỏ và ngựa nè. Vừa tới nơi là mấy bé nhà Hà đã sát vô để nựng mấy chú thỏ đáng yêu này rồi. Các bạn thú ở đây rất là dạn dĩ luôn, có lẽ là thường xuyên được gặp người nên các bạn rất là thân thiện. Đó, những chú thỏ thấy không? Thấy người một cái là bu vô, dễ thương quá trời luôn. Ở đây thì mình có thể cho các bạn ăn rau, củ quả trực tiếp luôn. Hà nghĩ ở Sài Gòn nhiều khi không có những cái nơi mà rộng rãi như vậy, thì mình chỉ cần đi có một tí xíu ra bến nước Long An mà được cho các con trải nghiệm thiên nhiên như thế này thì thật là thích đó. Đây, những bạn bò sữa nè. Hà đi là 4 đứa nhỏ nhà Hà với lại 2 đứa cháu là 6 bạn nhỏ luôn mà chơi cả tiếng mấy đồng hồ không có bạn nào chịu về hết trơn. Đến khoảng chiều chiều là trời rất là mát luôn nha. Các bạn đến đây thì có thể liên hệ trước số hotline là 0902996989 nha. Nếu ai muốn quay phim thì cũng có thể liên hệ số này để book phim trường để quay nè. Trời, con thỏ này nó ngồi nó ăn dễ thương kìa. Ở phim trường Happyland thì xung quanh có rất là nhiều nhà hàng và có những cái hoạt động vui chơi khác nữa nha cả nhà ha. Bên trong thì đang có những chú nai nè, những chú heo mọi nè và có những chú ngựa rất là xinh nè ha. Đến buổi chiều mát, mọi người ra ngoài sân thì sẽ có hoạt động thả diều. Rất là nhiều người thả diều ở đây, mình cũng có thể tham gia ha. Bây giờ thì gia đình mình đi về đây và hy vọng mọi người có dịp đến phim trường Happyland ở Bến Lức, Long An. Mọi người sẽ có những giây phút thoải mái và vui vẻ nha. Bye bye!